Những ngày gần đây, hình ảnh cặp linh vật rồng Gen Z tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên cũng đã gây sốt cộng đồng mạng với tạo hình độc lạ. Cộng đồng mạng cho rằng cặp rồng năm nay là anh em một nhà với linh vật mèo năm 2023. Linh vật mèo Suối Tiên cũng từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội vào năm trước. Theo khu du lịch văn hóa Suối Tiên, hình ảnh linh vật rồng Gen Z của năm Giáp Thìn 2024 mang yếu tố sáng tạo, mới mẻ và độc lạ chỉ có ở Suối Tiên, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người trong năm mới. Linh vật rồng 2024 là hình ảnh của thế hệ tiếp nối đàn cháu Gen Z hiện đại dễ thương. Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, đội ngũ thực hiện linh vật rồng 2024 là những cô chú công nhân lao động đã làm việc lâu năm và thực hiện linh vật của mỗi năm theo bản thảo thiết kế của đội ngũ chuyên trách. Linh vật rồng Gen Z được thiết kế có màu vàng chủ đạo, đường kính 4,5m, cao 7m, bục cao 1m, tổng kích thước 8m, với thời gian thiết kế và thi công khoảng 6 tháng. Linh vật rồng năm nay có thiết kế lạ, nằm trong vương quốc rồng. Về phía khu du lịch Suối Tiên sẽ ghi nhận góp ý của du khách thập phương và hoàn thiện dần theo hướng tích cực, đặc biệt vào những năm tiếp theo.